thuyền màu hồng kia nổi lắm, tiền lắm nhỉ. Nó cái thuyền màu hồng rồi, rồi bán đồ ăn sáng. Gạo mà to, không thiếu một cái gì. Rồi anh chị ơi, bây giờ nha mình sẽ ghé vô hàng ăn uống, sẽ có 3 món đặc sản, đó là bún riêu cua đồng, hủ tiếu Nam Vang và bánh canh xương. Rồi bây giờ trên xong là có mình em là order và bưng cho anh chị mình thôi. Mình order giùm em nha. Một tô chỉ 45.000 đồng giá nè. Rồi bún riêu cua đồng, ai ăn giơ tay lên. Ai ăn bún riêu cua đồng ăn trước nha. 1, 2, 3. Thấy không, mọi người chào đón tôi, chị thấy chưa?